Xin chào anh chị nhá, thì anh chị quay trở lại kênh Đỗ Trung. Hôm nay Trung sẽ review một ô đất mặt tiền đường này luôn, thuộc Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai. Mặt đường này là đường Tây Hòa 05 nha anh chị, đường trung tâm xã Tây Hòa đấy. Ô đất của mình nằm ngay đây, ngang 5, dài 30, có 92m thổ cư, 149m, 92m thổ cư, giá chào là 1.250.000.000. Thì đây, cái mặt đường này là đường Tây Hòa 05 này, đường nhựa nhá. Từ đây mà đi ra tới quốc lộ 1A thì chừng khoảng độ 2 cây nhá. Ra đó là ngay chỗ Lộc Hòa đấy chị, chợ Lộc Hòa, nhà thờ giáo xứ Lộc Hòa. Từ đây đi ra đó thì mình sẽ đi qua trường Huỳnh Thúc Kháng, trường trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, trường Nguyễn Tri Phương, và đi qua chợ, một cái chợ nhá. Rồi ngay đầu đường đấy là có Bách Hóa Xanh, có điện máy xanh nhá. Còn cái đường này đi hướng ngược lại là đi sang, đi vào sông Trầu rồi đi sang xã Sông Thao nha anh chị. Nói chung là đường này thông. Chúng quay hôm nay là cũng mùng 9 mùng 10 tháng, hôm nay là mùng 9 tháng 12 tháng chạp rồi. Thì còn 20 ngày nữa là Tết, nên là bên đây thấy người ta trồng hoa màu gà này, trồng hoa hướng dương này anh chị này, trồng hoa mồng gà để toàn chuẩn bị bán Tết anh chị. Đây thì ô đất của mình đây nha anh chị. Ô đất của mình có kích thước là đây, cầu bê tông này, tới sát nhà đó là 5m, kéo dài vào một cạnh là 29m, 29,5, một cạnh là 30m. Bên này là cái tiệm sửa xe luôn nhá. Chỗ này thì bên kia thì có cái tạp hóa này, đó chỗ xe máy đậu đó. Chỗ này thì cái mặt bằng này mình có thể mua bán, mua về làm kinh doanh, mặt tiền kinh doanh được nha anh chị. Đất bằng đẹp, cao hơn đường. Đất ở đây, đất Tây Hòa rất là đẹp nhá. Đất khu vực Tây Hòa này thường nó ở trên cao đó anh chị. Trên cao đất khu này thì không bao giờ mà sợ bị ngập nước hay úng sũng gì cả. Đường cao ráo nhá. Thứ nhất là cái thế đất của mình cao hơn đường này. Cao hơn đường chắc chừng khoảng 30 phân thôi, không quá cao. Vừa đẹp luôn. Chứ nếu mà cao quá thì lúc buôn bán cũng khó. Vừa đẹp luôn để mình xây nhà này. Trên đất thì bằng đẹp. Khu này là khu trước đây người ta san ủi ra làm khu phân lô bán này. Cái nhà này, cái nhà sửa xe này, anh chủ anh mua hồi đầu năm 2022. Hồi đó anh mua đã là 1.4 tỷ rồi, cái ô đất đó, anh mua về anh xây nhà đó. Và bây giờ tới đầu 2024 cũng mua đất tương tự liền kề đó, giảm một co 1.250.000.000. Lỗ rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ kinh tế khó khăn nên là chủ bắt buộc phải bán. Đây phía sau này thì người ta cũng đã xây danh mốc rõ ràng rồi nha anh chị. Phía sau này người ta là tới cái chỗ này này. Đây. Ngay cái đường phía sau người ta xây cái dãy hàng gạch này. Hàng gạch này là thuộc của bên đất người ta nhá. Đây chúng thấy là cái dãy hàng gạch này là thuộc phía bên này, bên của cái ô đằng sau này người ta xây. Còn của mình là sát tới hàng gạch đó, kéo dài ra phía trước kia thôi. Chứ hàng gạch này là không phải của mình nhá. Do cái ô phía sau này người ta xây lên để người ta giữ đất ấy. Đất của mình là từ cái hàng gạch đó trở về phía trước kia nhá. Khu vực tương đối là đông đúc dân rồi. Này có sổ sẵn, công chứng sang tên được liền nhá. Đường Tây Hòa 05 này này, nó hiện giờ thì đường rộng khoảng độ 6m. Nhưng mà quy hoạch trên chúng xem trên quy hoạch Đồng Nai thì đường này sẽ mở rộng ra tầm 12m nhá. Đường này mở rộng rất là lớn anh chị. Thế với cái tiệm sửa xe của anh rất là dễ kiếm đấy anh chị. Bên kia là người ta đang kinh doanh buôn bán. Đây, xung quanh đây, khu vực này từ đây mà mình đi ra tới khu công nghiệp Bầu Xéo rất là gần nhá. Khu công nghiệp Bầu Xéo ngay bên này này. Khu công nghiệp Bầu Xéo là một khu công nghiệp lớn của tỉnh Đồng Nai đó. Đây, chúng sẽ đi qua bên này xíu để cho anh chị thấy. Đường rất là đẹp. Bên đây là tạp hóa, người ta buôn bán kinh doanh tấp nập rồi. Nhà xe, ô đất của mình kế cái nhà sửa xe là luôn này. Bên này là người ta có cái khoảng trống thì người ta đang tưới hoa vạn thọ rồi mồng gà để chuẩn bị bán Tết anh chị. Thì thời điểm cuối năm này là thời điểm tốt để anh chị mua đất, cũng như là có những cái thông tin cực kỳ tốt luôn.
là mới chiều hôm qua là luật đất đai sửa đổi đã được thông qua. Thứ nhất là có những thông tin cơ bản là anh chị mua đất sẽ không bị định danh bất động sản này. Thứ nhất là không có định danh bất động sản này. Thứ hai là không có đánh thuế tài sản thứ hai, thứ ba ấy. Nên là chắc chắn là các loại đất giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng nha anh chị. Tức là trước đây có một thời gian trước đây là rộ lên là đánh định danh bất động sản này, rồi là đánh thuế tài sản thứ hai, thứ ba giống như bên các nước, một vài nước như Mỹ hay là Hàn Quốc đấy. Còn bây giờ cái luật đấy chưa bỏ rồi nhá, vẫn là ai muốn mua bao nhiêu, sở hữu đất bao nhiêu thì sẽ mua thôi. Nên là đất vẫn là một kênh đầu tư an toàn. Mình mua là ai muốn sở hữu bao nhiêu thì sở hữu, không có sợ bị đánh thuế thứ hai, thứ ba đâu nhá. Rồi, bây giờ sẽ mời anh chị mình xem thông tin quy hoạch và vị trí nhá. Rồi, bây giờ Trung sẽ mời anh chị mình xem thông tin trên Google Maps nhé. Đây là Trung đang ngồi ngay trước lô đất này đây. Lô đất này đường Tây Hòa 05 này, anh chị cũng thấy nhé. Đường Tây Hòa 05 là đường thông thoáng đi các nơi luôn này. Bây giờ Trung sẽ đo vị trí từ đây mà đi ra tới đường quốc lộ 1A này. Ngay đầu đường luôn này. Bao nhiêu thì bao nhiêu nhé. Đây, ra đầu đường là khu vực đông dân cư trung tâm luôn. Rồi Trung sẽ đo vị trí từ đây ra tới đầu đường Tây Hòa 05 nhá. Đây, đường Tây Hòa 05 này. Đây, đây cũng là luôn nhá. Trung sẽ đo ra từ đây. Ok, từ đây mà ra tới đầu đường là 2,3 cây số thôi. Đi mất tầm 4-5 phút là ra tới quốc lộ 1A đây anh chị. Khu vực ngay đầu đường là nhà thờ Lộc Hòa. Nhà thờ Lộc Hòa này, chợ Lộc Hòa này anh chị. Khu vực rất là đông dân cư nhá. Và ngay chỗ bên này thì có Bách Hóa Xanh này, siêu thị Bách Hóa Xanh. Ở phía trong này cũng có một cái chợ ở trong này nữa nha. Khi mà đi trên trục đường này mình sẽ có đi qua trạm y tế xã Tây Hòa này, trung tâm văn hóa xã này, trường học Huỳnh Thúc Kháng này, nhà sách Tây Hòa này, trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, trường trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng. Khu vực rất là đông dân cư nhá. Tiếp tục Trung sẽ đo từ đây mà lên tới trung tâm thành phố Biên Hòa nha anh chị. Lên tới công viên 30 tháng 4 thành phố Biên Hòa này. Đây, lên tới công viên 30 tháng 4 đây. Lên tới công viên 30 tháng 4 là 21 cây số, đi mất tầm khoảng 30 phút thôi. Trên qua đoạn đường ngay chỗ khúc công viên 30 tháng 4 đó là mình sẽ có đi qua bệnh viện Thống Nhất nha anh chị, bệnh viện Thành Tâm đó, rất là gần. Ok, chúng có anh chị nào quan tâm thì inbox qua Zalo, chúng sẽ gửi vị trí cái lô đất để mình đi nhá. Đây là hình sổ nha anh chị, sổ có sẵn rồi, mình có thể công chứng trong ngày liền được, anh chị hoàn toàn yên tâm tuyệt đối, sang tên công chứng được liền nha. Rồi, bây giờ Trung sẽ kiểm tra thông tin quy hoạch nha anh chị. Lô đất của mình thuộc xã Tây Hòa, Trảng Bom, tờ bản đồ số 3, thửa 449. Đây, thông tin lô đất của mình đây nha. Theo trên thông tin này thì lô đất của mình có diện tích 149,7 m², trong đó 92,7 m là đất ở tại nông thôn và có 57 m đất giao thông, tức là cái đường Tây Hòa 05 này sẽ mở rộng vào rất là rộng nhá. 5 m mở rộng lấn vào khoảng 10 m luôn anh chị. 57 m kéo dài tính ra mở lấn vào khoảng cái đường này mở rộng tới 11 m hai bên. Thì tính ra cái đường này sẽ mở rộng khoảng tổng diện tích cái đường mặt đường này sẽ tới 30 m nhá. Cái đường Tây Hòa 05 sẽ mở rộng lên tới 30 m. Hiện giờ thì chỉ có 6 m thôi, nhưng mà quy hoạch mở rộng lên 30 m anh chị nhá. Khi nào nếu mà nhà nước làm thì sẽ thu hồi đất thì sẽ đền bù cho mình. Cách lô đất của mình 1-2 lô là sẽ có một cái đường bên hông này, đường hẻm đấy anh chị. Còn cái màu vàng bên này hình như bên này là một cái chùa đấy anh chị. Đối diện bên này cũng là đất ở luôn. Đó là thông tin quy hoạch nha anh chị. Quy hoạch rõ ràng anh chị yên tâm. Có 92,7 m đất thổ cư xây dựng tự do.
Còn đây là hình ảnh chung sẽ bay flycam để cho anh chị mình nhìn cái tổng quan khu vực xung quanh xã Tây Hòa này nhé. Xã Tây Hòa này là nằm sát liền kề với khu công nghiệp Bầu Xéo của huyện Trảng Bom. Ô đất của mình là kế cái tiệm sửa xe ở đây, ngay mặt tiền đường lớn đường Tây Hòa 05. Đường Tây Hòa 05 này có quy hoạch mở rộng lên đường 30m anh chị. Trong cái phần quy hoạch vừa nãy chung cũng có nói, thì sau này cái đất của mình mặt tiền đường lớn thì mình kinh doanh cái gì cũng được nha. Kế bên này là có cái chùa Giác Huệ. Anh chị nào mà theo đạo Phật thì có thể đi chùa rất là gần, mình đi bộ qua chùa cũng được. Đoạn đường Tây Hòa 05 này là một trong những trục đường chính của xã Tây Hòa. Hai bên đường này thì buôn bán kinh doanh tấp nập luôn nhá. Từ cái vị trí đất của mình đi ra tới quốc lộ 1A sẽ đi qua trung tâm văn hóa xã Tây Hòa, trạm y tế, trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, trường trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng. Đây là ô đất của mình ngay trên livecam, chúng sẽ tua nhanh lên để đỡ mất thời gian này. Đây dân cư xung quanh cũng tương đối là đông rồi nha anh chị mình. Xa xa kia là khu công nghiệp Bầu Xéo nha anh chị. Từ đất mình mà chạy ra tới khu công nghiệp Bầu Xéo chỉ khoảng độ một cây, hơn một cây xíu thôi nha. Đất thổ cư, sổ riêng, xây dựng tự do, khu dân cư đông đúc thì xung quanh y hệt như vậy, cũng không có gì nhiều để mà phân tích chia sẻ. Thông tin pháp lý coi như là chuẩn 100%. Anh chị nào quan tâm thì gọi cho Trung theo số 0937 716 248. Thời điểm này là thời điểm coi như là đất đang ở cái điểm rất là thấp nhá, đất đáy, đất thổ cư sổ riêng thì là anh chị hoàn toàn yên tâm tuyệt đối luôn, không bao giờ sợ vấn đề quy hoạch hay là tranh chấp gì nhá. Ở đây Trung kết thúc video tại đây. Anh chị ủng hộ một like, một đăng ký kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thank you.